các bạn nha. Hôm nay Vi mua một cái chậu để trồng trồng cây kiễn á. Mà cái chậu này thì thấy nó rất là đẹp, nhưng mà nó không có lỗ. Đâm ra mình sẽ tiến hành làm một cái lỗ, làm mình đục mấy cái lỗ để cho nó thoát nước á, cho tốt cây. Thì chậu này chậu ceramic ha. Thì này mình có thể mua trong Home Depot nè, một cái diamond hole saw là để đục được lỗ đó. Đó thì mình dùng mình gắn vô đây. Thì bây giờ mình đã tiến hành đục một cái lỗ đầu tiên rồi nè. Bây giờ mình đục cho các bạn xem nha. Thì mình cái này á, lâu lâu nó sẽ tạo ra một cái sự ma sát, nó độ nóng á, đâm ra mình phải bỏ một chút xíu nước vô để cho nó không có bị nóng. Mình cũng làm từ từ thôi nha các bạn, đừng có giống như quá gấp tấp, mà nếu mình quá gấp tấp thì mình sẽ làm cho nó bị hư á. Mình cũng không biết là cái độ dày nó, nếu mà nó dày lắm đó thì mình phải mất thời gian hơn. Đó, bây giờ mình thấy nó khô, mình xịt thêm miếng nước vô. Chưa được nữa nè các bạn, nó dày lắm, bác các bạn thấy chưa, nó vẫn chưa ra được á, nó còn một chút xíu nữa chắc nó mới được, cố gắng chút xíu nữa đó, được rồi đó. Đây thì các bạn thấy chưa, được, đây là được một lỗ rồi nè. Đó thì với cái chậu này thì mình tính đục 3 lỗ để cho nó thoát nước nhiều, tại vì mình thích chậu nó thoát nước thì cây nó sẽ tốt hơn, nó sẽ không có bị úng rễ. Rồi ha, đó đây là vậy, xong mình sẽ tiến hành làm hai cái kia sau ha. Đó, ok, xin chào các bạn nha.